khi hàng xóm bắt gặp con trai và con gái đi chơi đêm về. Con trai: hôm qua bắt trận MU thua ác quá, không biết phải làm sao, chắc về vợ đấm mất thôi. Điền bán giúp con cún cao 4 xăng để hút em chân, giá 65 ngàn mình cũng đem đi cá độ rồi, làm sao đây. Ôi, chàng thanh niên mới 5 giờ sáng mà đã đi tập thể dục, rất có chí khí, tốt. À, dạ. Con gái: mới sáng sớm giao xếp cho khách mà chưa chạy đồng, ngại quá đi. Xếp con cún cao 4 xăng để hút em chân có 65 ngàn. Đã bảo là đắt thúc 7 giờ sáng ý, cứ mê mê 5 giờ sáng lại còn giao hỏa tốc, à giao kịp cơ chứ. Úi dồi ôi, làm nước ơi, ra đây mà xem này. Con gái nhà bà Năm tiến đi chơi với xe cả đêm, dừng cái phép mặt về đây này. Úi dồi ôi, làm nước ơi. Lần đầu tiên qua nhà người yêu kiểu, nhà người ta: giới thiệu với mẹ người yêu con. Dạ, cháu chào cô ạ. Ừ cháu, ngồi chơi đi cháu, không biết cháu làm nghề gì nhở? Dạ, cháu kinh doanh ạ. Giỏi thế nhở, kinh doanh gì thế cháu? Dạ, cháu bán dép chữ C, dép con cún cao 4 xăng để hút em chân, giá chỉ có 65 ngàn thôi. Nhân dịp ngày hôm nay qua chơi, mạng dép tặng bác gái một đôi ạ. Ôi, quý hóa quá, cảm ơn cháu nhá. Nhà tôi: ơ, đừng nói làm gì thế cháu, trời nắng chang chang, vào nhà đi. Người yêu con với mẹ. Dạ, cháu cũng thấy mát, không đóng lòng ạ. Cháu đứng đây tiếp chuyện với bác cũng được. Cái con hâm này bị sao nhỉ? Nắng mưa không biết chạy vào nhà, khổ thân thằng cu con tôi. Ôi dồi ôi, cháu gái ơi, sớm xe xuống đây, vào nhà đi. Dạ, cháu ngại lắm, mưa tí không sao đâu bác. Thực ra, dép cháu cũng bị đứt, bác có đôi nào không? Cho cháu mượn tạm một đôi ạ. Đây, đôi dép con cún cao cũng sang để một em chân bên nhà chị bán dép đang xe pin rồi 65 ngàn. Cô cầm lấy mang rồi ra khỏi thằng con trai bé bỏng của tôi. Khi mẹ chấm đứa bạn của bạn: Hồng ơi, để tao nghe điện thoại mẹ tao đã. Con nghe mẹ. Mày đang ở đâu thế? Ôi, con đang học toán nhà bạn Lisa Blackpink mẹ ạ. Ôi, Lisa xinh yêu của mẹ, hai đứa học bài đi nhá. Lisa thì ok đấy. Vâng ạ. Ủa, dứt thì hỏng bán dép rồi. Ôi dồi ôi, thằng Nhung này tán con Lan nhà bạn đột biến ạ. Không phải Lisa. Tao thề tao phải phá cho bằng được. Ôi mẹ. Mẹ con cách quái gì? Mày viết thư tỏ tình cho con nào đấy hả? Lại còn tặng nó một đôi dép con cún cao 4 sen để mút em chân bên nhà chị bán dép nữa chứ. Mày vào kia là úp cho tao. Ôi mẹ bình tĩnh, đây là thư của bạn Lisa, nhờ con cầm dùng mà con quên chưa trả. Chứ con nào dám tán ai ạ? Thế thì được, mày lớn lên phải cưới Lisa cho tao nghe chưa? Tao cấm mày lấy đứa khác đấy.